Bóng đá Việt Nam cũng như là gia đình bóng đỏ của Nam Cali. Chương trình sẽ được bắt đầu và hướng dẫn bởi hội trưởng Nguyễn Phước Ái Định. Thì bây giờ Tiên xin mạng phép mời tất cả gia đình và bạn bè thân hữu đứng lên để chúng ta chuẩn bị làm lễ chu kỳ cho thân tuyển chúng tôi. Thì em xin phép mời các anh trong gia đình binh chủng Lưu và của gia đình Vũ Đỏ Nam Cali xin tiến hành và bắt đầu lễ chu kỳ long trọng cho anh tuyển của chúng em. Xin mời. Tiên, trước, bước, hai, ba, bốn, năm, hai, ba, bốn. Trái phải, quay. Tay, cha. Tay, cha, thắt, trái phải, quay, trước, bước, phải, quay. Thank you.
Đây. Chà. Thật. Trả. Quay. Bước bằng lại. Trước. Bước. Bước bằng lại. Bằng lại đây. Để nôi này. Xin cảm ơn các anh đã cho một lời cực kỳ rất cảm động và trang trọng. Cộng mời các cháu có thể được ngồi cũng như xin mời gia đình an toàn. Thì kế tiếp, tôi xin phép được đại diện cho gia đình cũng có một vài lời cảm ơn của các vị khách ở đây. Thì trước tiên, xin phép kính thưa quý vị thiên trưởng bằng hữu chiến hữu của anh Tuyển của chúng em. Kính thưa quý thân bằng quyến thuộc, trước hết chúng em xin được kính chào toàn thể quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Gia đình chúng em rất cảm động và xin rất cảm ơn sự có mặt cũng như thời gian quý báu của tất cả mọi người đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Chúng em được xin trân trọng cảm ơn đặc biệt các anh, các bác, các chú trong ban phủ Hoa Kỳ đã thể hiện tình huynh đệ chí minh và vinh dự này cho anh Đào Tuyển của chúng em. Chúng em cũng xin cảm ơn những lời cầu nguyện và phân yêu, những giúp đỡ cả từ tinh thần lẫn vật chất của tất cả quý vị trong gia đình và bạn bè thân hữu. Một lần nữa, xin đại diện gia đình chúng em xin gửi đến tất cả mọi người lời chân thành tri ân. Xin cảm ơn tình thương của tất cả mọi người đã dành cho anh Đào Tuyển của chúng em và gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Và trong tiếp tục chương trình là trong khoảng 15 phút nữa thì các sư cô thầy đến đây để làm lễ tụ niệm cho anh Tuyển của chúng em trước khi làm lễ di quan. Thì xin gia đình nếu mà có từ giờ xin mời ở lại để chúng ta tiếp tục trong cái phần cầu nguyện cho anh Tuyển chúng em trước khi chúng ta chia tay đặc biệt. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
xin mừng lần này lắng nghe Đức Phật dạy, có sanh có tử cần mới có sự luân hồi, nếu không sanh không tử thì làm gì có sự đến đi. Sanh tử đến đi như giấc mộng nhất bàn, sanh tử tự thông qua mừng lần này như đi dành trời người sống được bao lâu. Hoa xương xanh nay đã bạc đầu rồi lại quen sâu lắm, phần lần còn có giữ được cũng gì sẽ đừng nhà chưa có ra đi. Xin đừng lên đây phát nguyện tu để tốn sốt tâm sanh tử, cứ trụ quang minh đại đạo thanh bình, thoát liệu sanh tử xuất thiệt đồ đừng nhiễu xuất tử lộ hoặc không nhắm lộ đại thiên xa nhớ vô vi tận đồ tiệt linh na sàn. Sông nay yên Thank you.
Bạn sẽ mời quý vị đi nhà đưa bác về chùa. Sự diễn phúc điều văn lên